Con người đầu tiên trong trái đất này từ đâu mà có? Ai tạo ra con người đầu tiên? Những vị Phật đầu tiên trong Phật giới từ đâu mà có? Khi Phật tử đi chùa cũng dường cho các ông thầy lửa, mặc dù họ chỉ là nạn nhân thôi. Tại sao các thầy lửa phải xuống địa ngục hay làm hoa báo thì họ cũng phải đi theo, mặc dù là nạn nhân tại sao cũng phải chung hậu quả tại sao trước khi tắt thở lại ngáp ba cái trường hợp trở về phật giới thì thân tứ đại có ngáp ba cái trước khi tắt thở không ạ à? tại sao trong nhà có người mất thì người ta thường hay lấy giấy để dán vào những tấm gương kính để làm gì ạ à? tại sao ngồi thiền lại bị cô hồn nhập xin giải thích một cách khoa học cho tôi được rõ chỗ này ạ à? xen một nở tại linh sơn xen hai nở ở yên sơn nước rồng xen ba nở chùa thiền tông ở tại đất rồng của tỉnh long an Kính thưa Ban Giải Đáp Thiền Tông, Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Tên tôi Lê Thị Ân, 82 tuổi, cư ngụ Eco Park, Văn Giang, Hưng Yên. Trước tiên cho tôi được gửi lời kính chúc sức khỏe tới Quý Ban Giải Đáp Thiền Tông. Sau tôi xin gửi tới Quý Ban 23 câu hỏi về Thiền Tông. Kính mong Quý Ban Giải Đáp cho tôi được thông thắc mắc của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn nhiều. À, xin mời chị Lê Thị Ân đặt câu hỏi đi ạ. Tôi xin hỏi câu số 1. Câu số 1 của tôi có 3 ý. Ý 1, thưa ban giải đáp, thế nào là kiến tánh? Ý 2, kiến tánh để làm gì? Ý 3, nhưng ai có khả năng kiến tánh? Tôi là Thiền Giang Ngọc Lâm, thành viên ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi thứ nhất của chị Lê Thị Ân, cư ngụ Văn Giang Hương Yên cái câu hỏi thứ nhất này của chị thì có ba ý, ý thứ nhất đó chị hỏi kiến tánh là gì, thì đây tôi xin giải đáp kiến tánh là thấy bằng tánh phật thanh tịnh của chính mình đó gọi là kiến tánh. Cái ý thứ hai là kiến tánh phật là để hiểu biết khắp trong càng không vũ trụ có gì trong đó. ý à, thứ ba thì những người mà có khả năng kiến tánh đó là những người có cái nhiệm vụ theo pháp môn thiền tông để phổ biến ra pháp môn này hoặc là những người có cái công đức vô lượng à, xin mời chị hỏi tiếp ạ vâng tôi xin cảm ơn ban giải đáp cho tôi đã được rõ cho tôi này tôi xin hỏi câu số 2. có phải người nào kiên tánh rồi thì thấy biết được tất cả mọi việc một cách rõ ràng chính xác có đúng không ạ thưa đúng rồi người kiến bằng tánh vật của chính mình, thì người này hiểu biết thật rõ ràng, chính xác tất cả những gì có trong càng khôn vũ trụ, có trong phật giới, có trong thiên giới, có trong địa giới. À, xin mời chị hỏi tiếp ạ. À. Vâng, tôi xin cảm ơn. Tôi xin hỏi tiếp câu số 3 của tôi. Tại sao nói tánh người có 16 thứ nhưng trống rỗng, cái từ trống rỗng ở đây nghĩa là thế nào? Xin cho tôi được hiểu rõ ạ. Xin trả lời tiếp câu hỏi thứ ba của chị Lê Thị Ân ở Hương Yên. Tánh người có 16 thứ nhưng mà trống rỗng. Và tôi sẽ đưa ra cái ví dụ này thì chị sẽ dễ hiểu. Ví dụ thân con người như là một chiếc xe. 16 thứ tánh của con người thì giống như 16 bộ phận của chiếc xe. là người lái chính là tánh phật tánh phật này điều khiển chiếc xe để tìm chở hạt công đức hay là các hạt khác tánh người thì được các vị thần thừa hành giúp cho tánh phật về sức mạnh được các vị thánh thừa hành giúp cho tánh phật về tư cách được các vị tiên thừa hành giúp cho tánh phật về mặt trí tuệ được các vị chúa thừa hành giúp cho tánh phật hiểu biết sự thật ở trên trái đất này còn các vị cô hồn á, thì làm cho tánh phật hung dữ lên tham lam kiến chấp tàn ác do cái tánh người được các vị thần thánh tiên chúa thừa hành trợ giúp và các vị cô hồn điều khiển nên mới nói rằng cái tánh người á, 16 tánh người này là trống rỗng xin mời chị hỏi tiếp ạ à. tôi xin à... Hỏi câu số 4 của tôi ạ. Phật nhân nghĩa là gì? Tại sao nói Phật nhân thấy nghe nói biết nhưng vô tính? Vô tính ở đây nghĩa là như thế nào? Tôi xin trả lời tiếp câu hỏi thứ 4 của chị Lê Thị Ân, cư ngụ ở Văn Giang, Hưng Yên. Cái câu hỏi số 4 này á thì tôi xin giải đáp như sau. Phật nhân là trong mỗi con người ai ai cũng có cái đánh Phật. Cái Phật nhân này là thấy, nghe, nói biết, thanh tịnh, tức không duyên theo trần cảnh. Nên gọi là vô tri chứ không thể gọi là vô tính. Thân người không có kim thân Phật ngữ trong đó nên gọi là vô tính. Xin mời chị Ân hỏi tiếp ạ. Vâng, tôi xin cảm ơn ạ. Vậy tôi xin hỏi câu số 5 của tôi ạ. tánh phật có biết phân biệt được sự đâu là phải trái đúng sai không tánh phật điều khiển tánh người hay tánh người điều khiển tánh phật tôi là thiền gia ngọc lâm xin trả lời tiếp câu hỏi thứ năm của chị lê thị ân cư ngụ hương yên à, câu hỏi này có thứ hai ý à, cái ý thứ nhất tánh phật thấy nghe nói biết thanh tịnh nên không phân biệt không biết đúng hay sai hơn nữa tánh phật chỉ là một hạt chân như nên các căn không thể phát ra được nên không phân biệt tánh phật mà muốn phân biệt đúng hay sai thì kim thân phật siêu nhỏ phải lớn lên thì các căn của kim thân phật mới mở hết ra được kim thân phật lớn này mới thấy nghe nói biết khắp trong càn khôn vũ trụ này được tôi xin trả lời cái ý thứ hai tánh phật thì điều khiển thân và tánh người nhưng do tính người trống rỗng còn tánh phật thì thanh tịnh bởi vậy cho nên các vị thần thánh tiên trợ giúp thân và tánh người phần dương để thân và tánh người sống trong ánh sáng ban ngày còn về phần âm tức là phần tối cũng được gọi là ban đêm thì ban của nhị vị chúa chủ và chúa mẫu trợ giúp để sống lại với thế giới tâm tối tất cả thân và tánh người suy nghĩ hay hành động Điều do các thứ tánh như sau đây. Cái thứ nhất, đó là tánh người khiến cho thân người làm việc có sức mạnh. Cái này là do vị thần trợ giúp cho thân người làm. Cái thứ hai, tánh người khiến cho thân người sống có tư cách, nhân, nghĩa, lễ, trí tính. Phần này là do các vị thánh trợ giúp cho thân người sống. Cái thứ ba, tánh người khiến cho thân người sống một cách an nhàn bằng trí tuệ thật sáng suốt không tu không tin nhậm nhí phần này là do các vị tiên trợ giúp thân người sống an nhàn kế đến là tánh người khiến cho thân người sống tìm hiểu sự thật tức là tu hành phần này là do các vị chúa thừa hành giúp tánh người đó và cái phần cuối cùng thì tánh người khiến thân người sống bằng bảy thứ tánh âm đó là tham sân si mạng nghi ác và ký chấp bảy thứ tính âm này là do các vị cô hồn điều khiển tánh người giúp đó xin mời chị ân hỏi tiếp ạ vâng tôi xin cảm ơn ban giải đáp tôi xin hỏi cô số 6 của tôi trừ con người ra các loài khác trong càn khuôn vũ trụ này có cái tưởng không khi thân tứ đại tan rã, tính người co lại thành trung âm thân thì có cái tưởng nữa không ạ? Trong cái tánh người thì có cái tưởng. Khi chúng ta còn thân tứ đại, lúc mà tánh người tưởng thì thân của tứ đại sẽ thực hiện theo cái tưởng đó. Còn khi thân của tứ đại của chúng ta chết đi thì phần còn lại sẽ là trung âm thân bằng điện từ âm dương. Khi thân bằng điện từ âm dương khởi lên cái tưởng, thì chính cái thân bằng điện tử âm dương đó sẽ thực hiện mời chị ân đã có hỏi tiếp ạ vâng ạ à, vậy tôi xin cảm ơn ạ tôi xin hỏi câu số 7 của tôi ạ càng có thêm công đức thì kim thân phật càng to lên vậy tánh phật có tương ứng với kim thân phật không ạ tôi xin trả lời tiếp câu hỏi thứ bảy của chị lê thị ân cư ngụ ở hương yên khi một kim thân phật siêu nhỏ mượn thân và tánh người tìm hạ công đức để đem trở về phật giới ăn thì chỉ ăn được nhiều nhất là 90 hạt thôi tức cao nhất chỉ được 90 tuổi mà thôi còn bao nhiêu loại còn lại thì để dành để sử dụng cho hàng năm chứ không có ăn hơn được 90 hạt bởi vậy cho nên các kim thân phật lớn chỉ đến 90 tuổi là cao nhất còn nếu mà muốn có thân phật được 100 tuổi thì cái kim thông Phật đó phải có được hạt công đức vô lượng. Khi nào kim thân Phật được giữ chức vụ Phật quay âm dương. Thì khi đó mới có được cái kim thân Phật 100 tuổi. Xin mời chị đặt câu hỏi tiếp. Vâng tôi xin cảm ơn ban giải đáp. Á. Tôi xin hỏi tiếp câu số 8. Ban giải đáp cho tôi được rõ chân như trong địa giới gồm có những gì chân như trong địa giới gồm có 122 hạt, gồm các hành tinh và hạt chân như. Phần này thì khi nào quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam được phép xuất bản ra, sẽ có trình bày đầy đủ. Chứ hiện tại trong phần giải đáp này, chúng tôi không thể trình bày hết được. Mong chị Lê Thị Ân thông cảm. Xin mời chị đọc câu hỏi tiếp ạ. Tôi xin cảm ơn. Tôi xin hỏi câu số 9 của tôi tiếp ạ. Chân như trong tam giới gồm có những gì thưa ban giải đáp? Tôi xin trả lời tiếp câu hỏi số 9 của chị Lê Thị Ân, cư ngụ ở Hương Yên. Chân như trong tam giới chỉ có điện từ âm dương mà thôi. Nhưng có bốn loại điện từ âm dương. Thứ nhất là điện từ âm dương năm màu sắc rất đậm. Đó là xanh, vàng, đỏ, trắng, tím. Thứ hai là điện từ âm dương 12 màu sắc rực rỡ lung linh. Đó là xanh, vàng, đỏ trắng. Nhưng trong bốn màu xanh, vàng, đỏ trắng này thì lại có thêm ba màu sắc khác. Thí dụ như màu xanh thì có xanh nhiều, xanh vừa, rồi xanh ít. Tương tự như vậy thì các màu khác cũng vậy, cũng vàng nhiều, vàng vừa, vàng ít. Đỏ nhiều, đỏ vừa, đỏ ít trắng nhiều, trắng vừa, trắng ít. Cái điện tử âm dương thứ ba là điện tử âm dương với 12 màu sắc rực rỡ lung linh, xanh, vàng, đỏ, trắng. Điện tử âm dương thứ tư là điện tử âm dương không màu sắc, nhưng mà hay hiện ra 12 màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng theo các mức độ giảm dần. Ví dụ như xanh nhiều, xanh vừa, xanh ít. Vàng nhiều, vàng vừa, vàng ít. Đỏ nhiều, đỏ vừa, đỏ ít trắng nhiều, trắng vừa, trắng ít. Mời chị Ân tiếp tục hỏi ạ. Vâng, tôi xin cảm ơn ạ. Tôi xin hỏi câu số 10. Chân như trong Phật giới gồm có những gì? Xin giải thích cho tôi được thật hiểu rõ ạ. Tôi là thiền gia Ngọc Lâm, thành viên ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời tiếp câu hỏi thứ 10 của chị Lê Thị Ân, cư ngụ Hương Yên. Trong như trong Phật giới thì gồm có bốn thứ. Thứ nhất là hạt chân như kim thân Phật siêu nhỏ, cũng còn gọi là hạt Phật hay là Phật tánh. Thứ hai là hạt chân như điện từ âm. Thứ ba là hạt chân như điện từ dương. Thứ tư là hạt chân như dung nạp mà khoa học còn gọi là hạt chân như plasma. Xin mời chị Ân tiếp tục hỏi. Vâng, tôi xin cảm ơn. Tôi xin hỏi câu số 11. Con người đầu tiên trong trái đất này từ đâu mà có? Ai tạo ra con người đầu tiên? Câu này tôi thắc mắc đã từ lâu và cũng đã đi hỏi rất nhiều nơi nhưng không nơi nào giải thích cho tôi được hiểu rõ thông. Vậy hôm nay tôi xin ban giải đáp lại thôi cho thật rõ thông ạ. Câu hỏi này thì chị hỏi về con người đầu tiên trong trái đất này. Tôi xin trả lời, con người đầu tiên trong trái đất này là do ban sản xuất con người của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách địa giới sản xuất ra. Theo công thức khoa học vật lý, có nhiều thứ hợp lại mới thành thân con người được. Đầu tiên, thân con người được hình thành từ hạt chân như hạt nhân. Xin mời chị Ân tiếp tục đặt câu hỏi. Vâng, tôi xin cảm ơn ạ. Tôi xin hỏi cô số 12. Xin giải thích cho tôi được hiểu công thức để trời tứ thiên vương sản xuất con người đầu tiên là như thế nào? Những con người đầu tiên này thì có nhiệm vụ gì? Tôi là Thiền Gia Ngọc Lâm. Xin trả lời tiếp câu hỏi thứ 12 của chị Lê Thị Ân, cư ngụ Hưng Yên. Cái công thức mà để sản xuất ra thân con người đầu tiên trên trái đất này, xin lỗi, chúng tôi không thể trả lời ở đây được. Bởi vì đây là phần tuyết mật của Đạo Phật. Khi nào quyển giáo lý Đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam được phép xuất bản ra một cách hợp lệ, thì tôi sẽ xin và tặng cho chị một quyển. Chị xem trong quyển sách này là biết được công thức sản xuất ra con người đầu tiên. Những con người đầu tiên thì có cái nhiệm vụ là làm thủy tổ của loài người. Xin mời chị đặt câu hỏi tiếp theo. Tôi xin hỏi câu số 13 của tôi. Con người đầu tiên do trời tứ thiên vương sản xuất ra có 16 thứ tánh người hay không? Nếu không có thì tại sao ạ? Tôi là Thiền Giang Ngọc Lâm xin trả lời tiếp câu hỏi thứ 13 của chị Lê Thị Ân ở Hưng Yên. Con người đầu tiên do ban sản xuất của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách vũ giới sản xuất ra. Con người này cũng có đầy đủ 16 thứ tánh của con người. Nếu như con người sản xuất ra mà không có tánh Thì chúng ta gọi là con người vô tính Mời chị hỏi tiếp ạ à, Tôi xin cảm ơn ạ Tôi xin hỏi câu số 14 của tôi Tại sao hạt nhân không ăn hạt dinh dưỡng của chính mình Để lớn lên thành một con người như các người khác Mà trời tứ thiên vương lại phải sản xuất Con người theo một công thức nhất định Thật tình tôi không hiểu Xin giải thích cho tôi được rõ không ạ Tôi xin trả lời tiếp câu hỏi thứ 14 của chị Lê Thị Ân Cư ngụ Hương Yên Chị nên biết rằng Hạt nhân chỉ là cái vỏ bọc của thân người Bởi vậy làm sao cái vỏ bọc đó Có thể ăn hạt dinh dưỡng mà thành con người được Con người cấu tạo bằng thân tứ đại Nếu muốn có thân tứ đại thì con người phải qua công thức vật lý âm dương lúc đó mới có thân người được. Xin chị đã có hỏi tiếp ạ. Vâng, tôi xin cảm ơn ạ. Tôi xin hỏi câu số 15 của tôi. Ban thần thánh tiên sản xuất con người nam nữ như thế nào? Để kim thân Phật siêu nhỏ vào mượn thân và tánh người để tạo công đức ạ. Xin trả lời tiếp câu hỏi thứ 15 của chị Lê Thị Ân, cư ngụ ở Yên. Ban thần thánh tiên đâu có sản xuất là con người nam nữ, mà ban thần thánh tiên chỉ đóng vai trò trợ giúp bà thôi à, xin chị đặt câu hỏi tiếp ạ vâng tôi xin cảm ơn ạ vâng tôi hỏi cô số 16 của tôi xin cho tôi được biết tinh cha nón mẹ để ban thần thánh tiên tạo con người từ đâu mà có tôi là thiền gia của lâm xin trả lời tiếp câu hỏi thứ 16 của chị lê thị ân cư ngụ hương yên khi một con người được sản xuất ra ban đầu thì ban sản xuất của vị chúa trời tứ thiên vương phụ trách địa giới phải làm các việc như sau đầu tiên là lấy hạt công thức sản xuất ra con người ở núi công thức sau đó ban sản xuất của vị chúa trời tứ thiên vương phụ trách địa giới mới đem cái công thức này sản xuất ra con người còn về công thức sản xuất như thế nào thì xin chị hãy đợi quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam được phép xuất bản ra học lệ. Lúc đó chúng tôi sẽ xin ra một biển và sẽ gửi cho chị. Suy Xe xem chị sẽ biết được tất cả những gì mà chị mong muốn biết bằng khoa học vật lý. Xin chị đặt câu hỏi tiếp ạ. À. Dạ vâng, tôi xin cảm ơn. Tôi xin hỏi câu số 17 của tôi. Con người đầu tiên do trời tứ thiên vương sản xuất ra Với con người do ban thần thánh tiên sản xuất ra Để tánh Phật bản thân và tánh người tạo công đức Có gì khác nhau không? Xin giải thích cho tôi được thật rõ ạ Con người đầu tiên do trời tứ thiên vương sản xuất ra Khác xa với con người các vị thần thánh tiên chúa sản xuất ra Việc sản xuất ra con người là để cho tánh Phật vào mượn thân và tánh người tìm hạt công đức hay là tạo nghiệp. Xin mời chị đặt câu hỏi tiếp ạ. À. Tôi xin la hỏi câu số 18 của tôi. Những vị Phật đầu tiên trong Phật giới từ đâu mà có? Công thức đầy trời tứ thiên vương sản xuất ra những vị Phật đầu tiên là như thế nào ạ? À? Tôi là Thiền Gia An Tuấn, là thành viên ban giải đáp. Chùa Thiền Tông Tân Diệu xin trả lời câu hỏi số 18 của cô Lê Thị Ân ở Hưng Yên. Những vị Phật đầu tiên trong Phật giới có là do ban sản xuất của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách địa giới sản xuất ra. Còn công thức sản xuất ra như thế nào thì cô hãy đợi khi nào quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam được xuất bản ra. Chúng tôi sẽ tặng cho cô một quyển. Cô đọc trong quyển giáo lý này thì cô sẽ biết. Xin mời cô hỏi tiếp. Tôi à, xin hỏi câu số 19 ạ. À. Quy trình sản sinh ra một vị Phật ở Phật giới là như thế nào ạ? À? Công thức để kim thân Phật siêu nhỏ bóc tánh Phật nam nữ và ăn hạt công đức lớn lên để trở thành một kim thân Phật lớn như thế nào ạ? À? Tôi là Thiền Nhã An Tuấn, là thành viên ban giải đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu xin trả lời câu hỏi số 19 của cô Lê Hy Ân ở Hân Yên. Ở trong Phật giới thì không có quy trình sản xuất ra một vị Phật, mà chỉ có kim thân Phật siêu nhỏ đi vào trái đất, mượn thân và tánh người tìm hạt công đức, rồi đem trở về Phật giới ăn để trở thành một kim thân Phật lớn. Xin mời câu hỏi tiếp. Dạ vâng, tôi xin cảm ơn ạ. Tôi xin hỏi câu số 20. Những vị Phật đầu tiên do trời tứ thiên vương sản xuất ra có phải là những vị Phật Oai Âm Dương không ạ? À? Có mấy vị Phật Oai Âm Dương đầu tiên được Trời Tứ Thiên Vương sản xuất ra? Những vị Phật đầu tiên do Ban sản xuất của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách địa giới sản xuất ra cho trở về Phật giới để đảm nhận chức vụ vị Phật Oai Âm Dương. Phật Oai Âm Dương này thì có 3 cấp và trong mỗi cấp thì có 4 vị Phật Oai Âm Dương. Xin mời câu hỏi tiếp. Tôi xin hỏi câu số 21 của tôi ạ. Xin giải thích cho tôi được hiểu từ oai âm dương có nghĩa là gì? Để trở thành một vị Phật, oai âm dương đầu tiên trở về Phật giới thì những vị Phật này phải trải qua những lộ trình như thế nào ạ? Đầu tiên ở Phật giới không có kim thân Phật lớn mà chỉ có chân như của hạt kim thân Phật siêu nhỏ mà thôi. Bởi vậy cho nên là vị chúa trời tứ thiên vương phụ trách địa giới mới đem cái hạt chân như công thức sản xuất ra vị Phật đầu tiên để quản lý và điều hành Phật giới. Vị Phật đầu tiên này có danh là Phật Quay Âm Dương. Danh từ Phật Quay Âm Dương có nghĩa là Quay nghĩa là Quay lực cũng có nghĩa là sức mạnh, còn Âm Dương là sản xuất ra ở thế giới điện từ âm dương còn lộ trình trở về phật giới thì các vị phật này phải học cho thuộc đường trở về phật giới tuy nhiên thì các vị phật đầu tiên trở về phật giới chỉ đạt được một phần trăm mà thôi bởi vậy cho nên là vị chúa trời tứ thiên vương phụ trách địa giới và các ban sản xuất của vị chúa trời này phải sản xuất liên tục nhiều năm khi nào có những kim thân phật từ phật giới vào trái đất báo cho biết là ở phật giới có nhiều vị Phật rồi, thì vị chúa trời tứ thiên vương phụ trách địa giới mới cho ngưng sản xuất những con người trở về phật giới thành Phật. Rồi cũng từ đây kim thân Phật siêu nhỏ nào mà muốn mang kim thân Phật lớn thì kim thân Phật siêu nhỏ đó phải vào trái đất, vào trong gia đình xin làm con của cha mẹ, rồi lớn lên mượn thân và tánh người tìm hạt công đức mang trở về phật giới ăn để thành một kim thân Phật lớn. Xin mời cô Ân hỏi tiếp ạ. Câu 22 của tôi Những vị Phật oai âm dương đầu tiên trở về Phật giới có nhiệm vụ gì? Thưa ban giải đáp Tôi là Thiền Nhi Anh Tuấn Là thành viên ban giải đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu Xin trả lời câu hỏi số 22 của cô Lê Thị Ân ở hưng Yên Những vị Phật quay âm dương đầu tiên trở về Phật giới Có nhiệm vụ là dạy cho các kim thân Phật siêu nhỏ nào Muốn có kim thân Phật lớn để di chuyển khắp trong Phật giới thì kim thân Phật siêu nhỏ đó phải vào trong trái đất, vào gia đình, rồi sinh làm con của cha mẹ. Khi mẹ sinh ra lớn lên, sẽ mượn thân và tánh người tìm hạt công đức mang trở về Phật giới ăn để thành một kim thân Phật lớn. Xin mời cô hỏi tiếp. Vâng, tôi cả xin cảm ơn ạ. Tôi xin đọc nốt câu số 23 của tôi ạ. Những vị Phật oai âm dương đầu tiên trở về Phật giới được sản xuất bởi trời tứ thiên vương còn những vị phật oai âm dương tiếp theo thì như thế nào mới đủ điều kiện được lựa chọn làm phật oai âm dương tôi là thiền gia anh tuấn là thành viên ban giải đáp của chùa thiền tông tân diệu xin trả lời câu hỏi số 23 của cô lê thị ân ở hưng yên những vị phật oai âm dương tiếp theo sau phải vào trái đất tìm hạt công đức muốn làm phật Oai âm dương thì phải có công đức vô lượng tức là phải trên 10.000 hạt thì mới được ngồi vào chiếc ghế Phật Quay Âm Dương. Tôi xin đại diện ban giải đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu xin cảm ơn các câu hỏi rất có ý nghĩa của cô Lê Thị Ân ở Hân Yên. Rất mong cô Ân và những người nghe được phần giải đáp này có thêm nhiều hiểu biết sâu hơn về càng khôn vũ trụ này. Xin thành thật cảm ơn cô. Chúc cô luôn tạo thêm công đức mới để làm hành trang trở về Phật giới. Xin chào cô. Sen một nở tại Linh Sơn. Sen 2 nở ở Yên Sơn nước rồng. Sen 3 nở chùa Thiền Tông ở tại đất rồng của tỉnh long an kính thưa ban giải đáp thiền tông chùa thiền tông tân diệu Tôi tên là Nguyễn Ánh, cư ngụ ở thôn ban Trong, xã Phú Hòa, huyện Đương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Hôm nay tôi có 22 câu hỏi thắc mắc về Thiền Tông gửi đến quý ban. Mong quý ban giải đáp cho tôi được rõ thông những thắc mắc của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn quý ban. Câu số 1 Tôi thấy hàng năm vào 3 tháng hè, nhiều chùa đều tổ chức trường hạ hay còn gọi là an cư kết hạ. Để các tăng ni tập trung về đó no tu học và tinh tấn tu hành tôi nghe các thầy nói an cư kết hạ là nét đẹp văn hóa truyền thống Phật giáo, là dịp để các tăng ni chúng tập trung tu học, trao dồi tam vô hậu học, tinh tấn đạo nghiệp. Còn đối với các Phật tử thì đây là cơ hội tốt nhất để cúng dường cho các tăng ni. Các thầy nói, cúng dường an cư kết hạ là một trong những việc làm thiết thực cho Phật tử trong việc hoàng dương chánh pháp, thể hiện lòng tôn kính đối với tam bảo một mặt vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm của phật tử tại gia đối với tăng bảo một mặt là cơ hội tốt cho phật tử gieo trồng hạt giống lành vào ruộng phước màu mỡ là nền tảng của mọi công đức là kết quả tốt đẹp cho người cúng dường được an lạc và hạnh phúc dài lâu vậy cho tôi xin hỏi ba ý ý 1. vào ba tháng an cư kết hạ các tăng ni được học và tu những gì mà gọi là trao dồi tam vô hậu học tinh tấn đạo nghiệp là gì tinh tấn tu hành là gì ý hai điều mà các thầy nói về việc các phật tử cúng dường an cư kết hạ được lợi lạc như vậy có đúng không các phật tử có được lợi ích gì khi cúng dường an cư kết hạ không ý ba thời đức phật có trường hạ và cúng dường an cư kết hạ như thời nay không mà sao các thầy lại nói cúng dường trường hạ là nét đẹp tâm hóa truyền thống của Phật giáo. Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn, là thành viên Ban Giải Đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin trả lời câu hỏi số 1 của chị Nguyễn Ánh, cư ngụ ở tỉnh Bắc Ninh. Ý thứ nhất, vào 3 tháng an cư kiết hạ thì các vị Tăng và Ni ở các chùa của Hội Đạo Phật làm chủ. Khi đó các vị này sẽ vào nơi tập trung và thực hiện 3 phần đó là Phần thứ nhất thì các vị này Họ sẽ học giáo lý của pháp môn mà các vị tăng hay vị ni tu. Kế đến thì trong suốt một năm mình tu ở chùa của mình, mình chứng được cái gì thì họ sẽ trình bày cho các vị tăng hay vị ni ở trường hạ này biết. Cuối cùng, nếu như vị tăng hay vị ni nào ngộ đạo thì vị đó sẽ được tuyên dương và khen thưởng. Còn châu dồi tam vô hộ hộp đó có nghĩa là làm cho sạch ba tánh âm đó của vị tăng và vị ni. Và đó là tánh tham sân và si tiếp theo về tinh tấn đạo nghiệp có nghĩa là cố gắng tu để đạo nghiệp tu của các vị tăng và ni được thành đạo cuối cùng tinh tấn tu hành có nghĩa là các vị tăng và ni cố gắng tu để nghiệp tu của mình không bị lui sụp còn ý thứ hai việc mà phật tử cúng dường an cư kiết hạ đó cho các vị tăng hay ni học ở trường hạ thì họ được ba loại đức một á nếu ở trường hạ này mà các vị tăng hay ni học ở đây, các vị ngộ đạo giải thoát thì người cúng dường này có được hạt công đức. Thứ hai á, nếu ở trong trường hạ này mà các vị tăng hay ni học ở đây, các vị chứng được quả vị A la hán thì người cúng dường đó sẽ được hạt nghiệp phước đức âm hay là hạt nghiệp phước đức dương. Còn nếu như ở trong trường hạ này mà các vị tăng hay ni học ở đây không chứng được gì hết, thì người cúng dường này chỉ cúng cho vui vậy thôi. Còn ý thứ ba, ở thời của Đức Phật không có trường hạ, bởi vì suốt 49 năm Đức Phật lo dạy 6 pháp môn tu và được phân chia như sau. Trong 15 năm đầu, Đức Phật dạy pháp môn tiểu thừa và kiểm pháp môn này. Rồi 15 năm tiếp theo, Đức Phật dạy pháp môn trung thừa và kiểm pháp môn này. Rồi 15 năm kế tiếp nữa, Đức Phật dạy pháp môn đại thừa và kiểm pháp môn này. Đến năm thứ 46, Đức Phật dạy pháp môn mật chú và kiểm pháp môn này. Qua năm 47, Đức Phật dạy pháp môn tịnh độ và kiểm pháp môn này. Rồi đến năm 48, Đức Phật cho các vị tỳ kheo nào thắc mắc hỏi. Cho đến năm 49, Đức Phật ngài mới trình bày pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền. Thì khi mà Đức Phật trình bày ra pháp môn này, hầu hết là không vị tỳ kheo nào chấp nhận. Bởi vậy cho nên là Đức Phật, Ngài mới âm thầm giao cho cư sĩ Duy Ma Cực để mà bí mật dạy pháp môn như lai thanh tịnh thiền này cho những vị tỳ kheo nào mà có kiến thức khoa học vật lý thì sẽ dạy riêng cho những vị này. Sau cùng thì Đức Phật mới kiểm pháp môn như lai thanh tịnh thiền này. Lúc đó thì có tỳ kheo Maha Ca Diếp ngộ được, tức ông hiểu được pháp môn này nên là Đức Phật mới bí mật truyền cho tỳ kheo Maha Ca Diếp để tỳ kheo Maha Ca Diếp truyền lại cho hậu thế. Sau đó thì kết thúc 49 năm mà Đức Phật dạy đạo Phật. Bởi vậy nên ở thời Đức Phật còn tại thế thì không có trường hạ. Xin mời chị hỏi câu hỏi tiếp theo. Vâng. Câu số 2. Khi Phật tử đi chùa cúng dường cho các ông thầy lửa mặc dù họ chỉ là nạn nhân thôi Tại sao các thầy lừa phải xuống địa ngục hay làm hoa báo thì họ cũng phải đi theo. Mặc dù là nạn nhân, tại sao cũng phải chung hậu quả. Chúng ta biết là theo luật nhân quả mà ở thế gian này gọi là luật pháp. Khi một người đó phạm pháp thì các vị có trách nhiệm điều tra sẽ xem xét coi là người phạm pháp này có ai giúp đỡ không. Nếu như mà người này có bất kỳ người nào đó trợ giúp thì được gọi là đồng phạm khi đó sẽ bị liên lụy với tội phạm. Còn về luật nhân quả cõi âm cũng vậy, người nào mà là người giúp đỡ cho người lừa đảo thì cũng phải chịu trách nhiệm với người lừa đảo này thôi. Bởi vậy cho nên đó, Đức Phật có dạy hai ý như sau. Ý thứ nhất đó là đạo Phật chủ trương là đạo nhân quả, làm gì thì được quả nấy. Tôi lấy ví dụ như là nếu mà chị làm ác thì chị sẽ gặp quả ác. Còn nếu như chị làm thiện thì chị gặp quả lành. Còn chị trồng cái gì, thì sẽ lên cây nấy. Ở phần thứ hai, trong Đạo Phật có sáu pháp môn tu. Nếu như mà chị muốn thành thánh A-La-Hán, thì chị đi tìm công thức tu để thành thánh A-La-Hán. Tương tự, nếu chị muốn thành giảng sư Đạo Phật, thì chị tìm sách học để thành giảng sư Đạo Phật. Còn khi chị muốn thành kỹ sư Đạo Phật, thì chị tìm sách học để trở thành kỹ sư Đạo Phật rồi khi mà mình muốn thành thần y đạo phật thì tìm sách học thần y còn bằng mình muốn lên nước trời cực lạc vui chơi thì mình phải tìm hạt nghiệp phước đức dương mang lên nước trời cực lạc sử dụng để các vị tiên ở trên trời này họ sẽ dẫn mình đi vui chơi và khi chị muốn giác ngộ và giải thoát thì chị đi tìm sách về giác ngộ và giải thoát mà học đây là nhân quả rõ ràng không mơ hồ không tưởng tượng cũng như chị không cầu xin ai ở trên trái đất này bởi vì đây là nơi ngũ thú tộc cư bao gồm người thần thánh tiên và ngạ quỷ xin mời chị đặt câu hỏi tiếp theo vâng xin cảm ơn tôi xin hỏi câu số 3 chùa lập ra mục đích để dạy đạo giải thoát vậy tại sao thời kỳ đức phật đạo giải thoát không dạy ra được mà lại có thủ tục xây chùa xuất gia cạo đầu đi tu theo đức phật là sao tôi không hiểu tôi là thiền gia an tuấn thành viên trong ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu xin giải đáp câu hỏi số 3 của chị Nguyễn Ánh cư ngụ ở tỉnh Bắc Ninh. Ở đây chị phải hiểu các phần như sau. Trong đạo Phật thì có 6 pháp môn tu và cơ sở tu của đạo cũng gồm có 4 loại. Thứ nhất là chùa là nơi tập trung người tu trên 10 người. Thứ hai là thất, nơi này tập trung người tu nhiều nhất là 10 người. Thứ ba là am, nơi đây chỉ tập trung người tu nhiều nhất là 5 người thứ tư là cốc nơi này là duy nhất chỉ một người tu mà thôi tất cả bốn dạng người tu trong chùa thất am hay cốc phải cạo đầu gọi là tu xuất thế tức là bỏ chuyện thế gian còn riêng pháp môn thứ sáu là pháp môn thiền tông cũng gọi là đạo phật khoa học vật lý gọi là pháp môn nhập thế tức là ở thế gian bình thường pháp môn thứ sáu là thiền tông nhập thế này thì chỉ phải có bản thân thì mình lo cho bản thân, có gia đình thì mình lo cho gia đình, có tổ quốc thì mình lo cho tổ quốc. Đối với pháp môn thứ sáu này, mình không cạo đầu, vẫn lo làm ăn bình thường và chỉ thực hiện 6 phần như sau. Một là mình học để biết được tổ chức trong càn khôn vũ trụ như thế nào. Hai là mình học để biết được tổ chức ở Phật giới ra sao. Ba là mình phải học biết được tổ chức ở thiên giới, tức nghĩa là ba giới cũng gọi là tam giới. Thứ tư là mình học để biết được tổ chức ở địa giới. Thứ năm là mình học để biết tổ chức của sáu trái đất ở trong địa giới. Cuối cùng là học để biết sáu đạo có ở mỗi trái đất, biết được tu để thành gì, tu thành rồi làm việc chi, công thức tu như thế nào, vân vân. Nếu như mà người nào hiểu được sáu phần này thì được gọi là tiểu giác ngộ. Tức hiểu biết nhỏ. Còn người nào mà hiểu được chi tiết sáu phần này được gọi là trung giác ngộ. Tức là người đó hiểu biết trung bình hay là hiểu biết vừa. Còn người nào mà thấy và biết bằng con mắt điện từ quang của mình thì người này được gọi là đại giác ngộ. Trong đó họ biết được con đường trở về Phật giới thành Phật. Con người này gọi là con người toàn giác. Xin mời chị đặt câu hỏi tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn. Tôi xin hỏi tiếp câu số 4 chùa mang tên là vĩnh viễn nghĩa là sao xin giải thích cho tôi được rõ chỗ này ạ à. Xin cảm ơn xin giải đáp câu hỏi số 4 của chị Nguyễn Ánh cư ngụ ở tỉnh Bắc Ninh chùa mang tên là vĩnh viễn có nghĩa là chùa này hiểu biết tận cùng mọi sự vật và mọi sự việc ở trên trái đất này dù hữu hình hay vô hình kể cả khắp trong càng không vũ trụ nên gọi là chùa vĩnh viễn Xin mời chị hỏi tiếp Vâng, xin cảm ơn. Tôi xin hỏi tiếp câu số 5. Xin giải thích cho tôi được hiểu câu Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn có nghĩa là như thế nào ạ? Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn, thành viên trong ban giải đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi số 5 của chị Nguyễn Ánh, cư ngụ ở tỉnh Bắc Ninh. Câu thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn có nghĩa là Trên trời, dưới trời, chân ngã của mỗi con người là quý nhất. Ý trong câu này có nghĩa là dù ở trên trời hay ở trên trái đất, tánh chân thật, tức tánh Phật của mỗi con người là quý nhất. Xin mời chị đặt câu hỏi tiếp theo. Vâng, tôi xin hỏi tiếp câu số 6. Đạo trời nói, thiên đàng địa ngục hai quê, nghe lời Chúa thì lên thiên đàng sống đời đời, phản bội lời Chúa thì xuống địa ngục sống đời đời. Điều đó có đúng không ạ? Câu này rất đúng, áp dụng cho các đạo tổ chức tu để lên thiên đàng sau khi chết từ thiên đàng nghĩa là đường ở trên trời còn địa ngục nghĩa là ở sau dưới lòng đất tối tăm không thấy đường tất cả các đạo mà tổ chức tu để được lên thiên đàng tức là được sống vui chơi hưởng phước ở ngoài đường trên trời sau khi chết nếu như mà mình lên được còn nếu như tu mà không được lên thiên đàng ở trên trời thì phải rơi xuống đất lúng sâu xuống lòng đất không thấy đường nên gọi là địa ngục vì vậy các vị giáo chủ của các đạo tổ chức tu lên thiên đàng vui chơi sau khi chết có dạy rõ ràng như sau con lạc đà nó chui qua lỗ kim còn dễ hơn các người thật giàu tu để sau khi chết lên thiên đàng vui chơi bởi vậy nên những vị nào tu mà muốn sau khi chết được lên thiên đàng vui chơi hoài cũng có nghĩa là sống đời đời thì vị đó phải thực hiện được hai phần như sau Thứ nhất là vị này phải học cho thông tất cả những gì mà vị giáo chủ của đạo tu lên thiên đàng sống, vui chơi đời đời. Thứ hai là khi lên thiên đàng ở trên trời phải làm việc để có nghiệp phước đức dương thì sống hoài trên trời gọi là sống đời đời. Còn nếu như vị nào vào tu theo đạo lên trời, sống ở thiên đàng mà lợi dụng đạo làm các việc như sau thì sau khi chết chắc chắn 100% phải xuống địa ngục. Các trường hợp như sau đầu tiên là tu mà không chịu học quyển giáo lý của đạo tức là tu đại nghe ai nói gì cũng tin hay gọi là tu mù hay gọi là tu mà không biết đúng hay sai kế đến là lợi dụng đạo để lừa đảo những người không hiểu rồi lấy tiền của những người này hoặc là bịa ra những chuyện không đúng sự thật cũng để lừa đảo những người không có kiến thức hiểu biết thật rõ ràng để lấy tiền của những người này cả ba dạng người này sau khi chết chắc chắn 100% cũng xuống địa ngục mà thôi. Xin mời chị hỏi tiếp. Vâng, tôi xin hỏi tiếp câu số 7. Trên 33 cõi trời duy nhất có cõi trời Ngọc Hoàng Thượng Đế là có việc làm. Vậy việc làm trên đó cụ thể là gì ạ? Ở trên 33 cõi trời, chỉ có duy nhất cõi trời Ngọc Hoàng Thượng Đế là có việc làm. Việc làm trên đó cụ thể là làm gì chị có biết không? Đó là làm thiên lôi, tức là đánh những tên cô hồn các đảng ở trên trái đất. Tuy nhiên không phải chỉ có ở nước trời Ngọc Hoàng Thượng Đế mà ở thiên giới có đến 39 nước mà trong 39 nước này có đến 11 nước có thuê chung ấm thân của loài người làm thiên lôi trong đó có nước trời Ngọc Hoàng cũng gọi là nước trời Thượng Đế Xin mời chị hỏi tiếp Vâng, xin cảm ơn Tôi xin hỏi tiếp câu số 8 Nghiệp của mỗi người là không thể thay đổi Tuy nhiên nếu có công đức hoặc phước đức thì vẫn có thể thay đổi chuyển nghiệp được Xin giải thích cho tôi rõ chỗ này ạ. Tôi là thiền gia Hồng Phượng trong ban giải đáp thiền tông của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi số 8 của Nguyễn Ánh ở Bắc Ninh. Nghiệp của mỗi người là không thể thay đổi được. Nghiệp của mỗi người là do ban chúa chủ và chúa mẫu quản lý. Nên khi mẹ sinh ra, trong thân của mỗi con người có tấm bản ghi bảy mục như sau về mục thứ nhất con người này được phép học đến đâu mục thứ hai con người này sống bằng nghề gì mục thứ ba con người này hạt công đức có mấy hạt mục thứ tư con người này hạt nghiệp phước đức dương có mấy hạt mục thứ năm con người này hạt nghiệp phước đức âm có mấy hạt mục thứ sáu con người này hạt nghiệp ác đức có mấy hạt mục thứ bảy con người này hạt nghiệp siêu ác đức có mấy hạt Mình có loại hạt nghiệp nào Thì ban thần thực thi nhân quả loại nghiệp đó Xin mời Nguyễn Ánh hỏi tiếp câu tiếp theo Tôi xin cảm ơn, tôi xin hỏi tiếp câu số 9 Hiện nay rất nhiều người theo phong thủy sửa khuôn mặt để thay đổi số phận Điều đó có đúng không ạ, thưa quý ban? Tôi là Thiền Gia Hồng Phượng, Xin giải đáp, câu số 9 của Nguyễn Ánh như sau. Phải biết là mỗi con người có mặt ở trái đất này là do nghiệp từ các đời trước để lại. Và con người chúng ta có mặt ở đây là để nghiệp hay là trả nghiệp. Nếu mình thực hiện theo phong thủy mà mình biết công thức chuyển nghiệp là được. Còn nếu như không biết công thức chuyển nghiệp thì là không được. Xin mời hỏi câu tiếp theo. Câu số 10 Tại sao trước khi tắt thở lại ngáp ba cái? Trường hợp trở về Phật giới thì thân tứ đại có ngáp ba cái trước khi tắt thở không ạ? À? Con người trước khi tắt thở lại ngáp ba cái là có nguyên do như sau. Về nguyên do thứ nhất, khi mà phổi ngưng hoạt động thì không khí trong phổi được tống ra nên miệng con người phải hạ ra rồi ngậm lại, gọi là ngáp. Nguyên do thứ hai khi con người tắt thở thì trong bụng còn không khí, bụng xẹp lại. Không khí bị đưa ra ngoài qua lỗ miệng thì miệng cũng phải hạ ra. Khi không khí ra hết rồi thì miệng ngậm lại gọi là ngáp. Trung bình thì mỗi con người chết, không khí trong phổi hay trong miệng được tống ra ngoài 3 lần là vì hai nguyên do này. Xin mời anh hỏi câu tiếp theo. Vâng, Xin cảm ơn, tôi xin hỏi tiếp câu số 11 ạ. Tại sao trong nhà có người mất thì người ta thường hay lấy giấy để dán vào những tấm gương kính để làm gì ạ? Tôi là Thiền gia Hồng Phượng. Xin giải đáp câu 11 của Nguyễn Ánh như sau. Khi trong nhà có người mất thì người ta thường hay lấy giấy để dán vào những tấm gương là có hai nguyên do như sau. Về nguyên do thứ nhất đó là bởi vì nếu trung ấm thân của người chết này mà họ đi qua tấm gương không thấy bóng của họ nên họ rất buồn. Lúc đó thì trung ấm thân của họ rất là sầu khổ. Còn nguyên do thứ hai, nếu như người chết nào mà bị nghiệp ác đức thì vị thần quản lý bắt họ đến ban thần thực thi nhân quả để mà đi xuống địa ngục hay là làm qua báo. Lúc đó ở trong nhà duy nhất chỉ có tấm gương là nơi họ có thể ẩn vào để không cho vị thần quản lý nắm kéo họ đi nếu vị thần mà không kéo được thì có nhiều vị thần khác đến kéo giúp lúc đó nhân cơ hội này các vị cô hồn sẽ nhào vô kéo đi theo họ nên trong nhà sẽ bị âm lực nhiều và nhà này cũng không làm ăn được vì một trong hai lý do này mà nhà nào có người chết thì họ phải dán giấy hay lấy giải che tấm gương lại là như vậy còn người tu theo thiền tông mà có công đức thì họ biết đường trở về phật giới nên không có hai trường hợp này xin mời ánh hỏi câu tiếp theo vâng tôi xin hỏi tiếp câu số 12 tại sao tự tử lại bị đoạn địa ngục xin giải thích bằng khoa học cho tôi được rõ thông chỗ này ạ tôi là thiền gia hồng phượng xin giải đáp câu tiếp theo của ánh Sở dĩ người tự tử lại bị đọa địa ngục là có nguyên do như sau Người này họ rất buồn bực và sống trong mê mờ Vì vậy khi họ chết Trung ấm thân của họ không thấy đường Nên họ bị rơi vào chỗ lỗ đất sâu gọi là địa ngục Xin mời hỏi câu tiếp theo Vâng, câu số 13 Trong cuộc đời con người khi bớt sang tuổi 49, năm 3 Người ta thường hay bị hạn nặng như ốm đau, tai nạn, chết chóc là do nguyên nhân gì ạ? Tôi là Thiền Gia Hồng Phượng. Xin trả lời câu số 13 của Nguyễn Ánh như sau. Con người khi bước vào tuổi 49, 53, người ta thường hay bị hạn nặng như ốm đau, tai nạn, chết chóc. Theo luật nhân quả âm dương, đây là cái hố hay là cái dốc của mỗi con người phải đi qua nếu người nào mà kém phước thì bị chết ở hai tuổi này. Xin mời anh hỏi câu tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn. Tôi xin hỏi tiếp câu số 14. Xin giải thích cho tôi được rõ thông câu nói: vợ chồng là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Phần này phải nói cho đầy đủ ba phần như sau. Thứ nhất, con là nợ, tức là con đến với cha mẹ là để trả nợ, hai đời nợ cha mẹ của mình thứ hai ấy, là vợ chồng là quan gia tức là vợ chồng đến với nhau là để giao chiến với nhau ở trong nhà được gọi là quan gia thứ ba cửa nhà là nghiệp báo có nghĩa là mỗi con người ở trong nhà lớn hay là nhà nhỏ đều là do nghiệp báo của mỗi con người đời này xin mời hỏi câu tiếp theo vâng câu số 15 dân gian có câu không ai giàu ba họ không ai khó ba đời và câu cha thâu con suất để nó lên quy luật tự nhiên gì trong trái đất này. Trường hợp làm ăn giàu theo đúng số phước mình đã tạo ra và được hưởng thì có chịu sự chi phối của quy luật này không ạ? Tôi là Thiền Gia Hồng Phượng. Xin giải đáp câu 15 của Nguyễn Ánh. Đây là quy luật nhân quả và âm dương ở trái đất này. Ví như nước thì phải có nước lớn hay nước rồng còn ngày thì phải có ban ngày và ban đêm con người cũng vậy không ai giàu hoài cho nên dân gian mới có câu không ai giàu ba họ không ai khó ba đời có nghĩa là đời cha thâu vào thì đời con phải xuất ra muốn sống ngoài quy lực nhân quả và âm dương thì phải trở về phật giới sống trong điện từ quan thì không có bị nhân quả Chứ ở trong trái đất âm dương này thì phải sống trong quy luật nhân quả và âm dương thôi. Xin mời hỏi câu tiếp theo. Xin cảm ơn quý ban. Tôi xin hỏi tiếp câu số 16. Câu Phúc Đức Tại Mẫu nghĩa là gì? Tôi là thiện gia Hồng Phượng. Xin giải đáp câu số 16 của Nguyễn Ánh như sau. Câu Phúc Đức Tại Mẫu có nghĩa là mẹ mình mang nặng đẻ đau. Nên dù mẹ làm gì hay suy nghĩ gì cũng đều muốn cho con mình sanh ra được gặp những điều tốt lành nhất. Nên dân gian mới có câu, phúc đức tại mẫu là như vậy. Xin mời hỏi câu tiếp theo. Xin cảm ơn quý ban. Tôi xin hỏi tiếp cô số 17. Phong thủy mồ mả của ông bà cha mẹ có ảnh hưởng gì tới việc làm ăn của con cháu không? Tại sao lại có câu âm phù dương trợ? Nếu theo phong thủy là mồ mã của ông bà cha mẹ đều có ảnh hưởng đến việc làm ăn của con cháu. Vì sao? Vì chúng ta sống ở đây, sống theo quy luật âm dương. Mỗi con người ai cũng có các vị có danh sau đây phụ trợ gồm. Một là ngày âm, tức là ban đêm. Do nhị vị chú chủ và chú mẫu lập ra ban quản lý và trợ giúp phần tối, tức là phần âm của thân và tánh của mỗi con người, còn gọi là âm phù tức nghĩa là các vị âm phù hộ, trong đó có bốn phần cơ bản như sau. Một là phù hộ về học hành, hai là phù hộ về nghề nghiệp, ba là phù hộ về sống trong bóng tối, tức sống mà không biết sự thật ở trái đất này. Bốn là phù hộ về tìm hiểu sự thật ở trái đất này và tu hành để biết sự thật. Hai là ngày dương tức là ba ngày, là do sáu vị thần thánh tiên chủ và thần thánh tiên mẫu có lập ra các ban quản lý và trợ giúp thân và tánh của mỗi con người về ban ngày nên được gọi là dương trợ tức là các vị dương phù hộ trong đó có bốn phần cơ bản như sau một là trợ giúp về sức mạnh như là sự kiên cường rồi không khiếp nhược và không quỳ lại ai ở trái đất này vì là nơi ngũ thú tập cư tức là nơi có năm loài sống chung bao gồm người thần thánh tiên và ngạ quỷ cho cho nên là người thì lo công việc của con người thần thì lo công việc của thần còn thánh thì lo công việc của thánh tiên thì lo công việc của tiên ngạ quỷ thì lo công việc của ngạ quỷ nghĩa là vị nào cũng có nhiệm vụ và việc làm của riêng họ không ai cho ai một vật gì nên mình cũng không có cầu xin hay lại lục ai làm chi cho mất công mất thời gian. Xin mời hỏi câu tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn. Tôi xin hỏi tiếp câu số 18. Trong mỗi nhà mình ở đều có thầm quản lý đất đai canh giữ nhà cửa không ạ? Tôi là Thiền gia Hồng Phượng. Xin giải đáp câu 18 của Nguyễn Ánh. Anh nên biết rằng ở trái đất nhân quả và âm dương này thì nhị vị, vị thần chủ và thần mẫu có lập ra ban quản lý đất đai, sông ngòi và biển cả. Trong đó có đất nhà của mình nữa. Xin mời hỏi câu tiếp theo. Vâng, tôi xin hỏi tiếp câu số 19. Trong nhà mình ở có người âm ở không? Nếu có, tại sao mỗi nhà có âm thần quản lý mà loài âm vẫn vào ở được ạ? Xin quý ban giải đáp cho tôi ạ. Tôi là Thiện Gia Hồng Phượng. Xin giải đáp câu số 19. Ở trái đất âm dương này, nơi nào cũng có các vị sau đây quản lý. Như sau Vào ban ngày là do các vị thần quản lý. Còn ban đêm là do các vị chúa quản lý. Đây là tổ chức của trái đất âm dương này nên các vị ra vô nhà mình là chuyện bình thường. Còn nhà nào cúng cho các vị cô hồn ăn, tức là chủ nhà mời các vị cô hồn vào nhà ăn thì các vị cô hồn vào. Như vậy thì làm sao các vị thần hay chúa cấm các vị cô hồn vào trong nhà của mình được? Xin mời hỏi câu tiếp theo. Vâng, tôi xin hỏi tiếp câu số 20. Tại sao ngồi thiền lại bị cô hồn nhập? Xin giải thích một cách khoa học cho tôi được rõ chỗ này ạ. Tôi là thiền gia Hồng Phượng. Xin trả lời câu 20 của Nguyễn Ánh. Phải biết ở trái đất này, ban ngày là do các vị thần, thánh, tiên quản lý, gọi là quản lý phần dương trái đất, cũng như trợ giúp phần dương của thân và tánh người còn ban đêm là do các vị chúa quản lý Gọi là quản lý phần âm trái đất Cũng như trợ giúp phần âm của thân và tánh người Các vị chúa này có lập ra ban nhập sát người ngồi thiền Mà họ muốn thành thánh Thì ban này trợ giúp Với điều kiện là phải thật đúng luật đạo Còn không đúng luật đạo Thì ban này không trợ giúp Vì ban chúa không trợ giúp mà có quá nhiều người ngồi thiền muốn thành thánh nên các vị cô hồn sẽ nhập vào xác người ngồi thiền để cho người ngồi thiền này thành thánh các vị thánh nào mà do các vị cô hồn nhập sát thì sẽ có hai cái lợi thứ nhất rất nhiều người đến lại và cúng tiền hai thức ăn cho thánh ăn thứ hai tiền thì thánh lấy còn mùi thức ăn thì các vị cô hồn ăn xin mời hỏi câu tiếp theo Vâng, xin cảm ơn quý ban. Tôi xin hỏi tiếp câu số 21. Cõi vô hình gồm những ai và tổ chức như thế nào? Xin giải đáp câu thứ 21 của Nguyễn Ánh. Cõi vô hình gồm 1. Các loài thần 2. Các loài thánh 3. Các loài tiên 4. Và các loài quỷ được tổ chức ra từng bang để quản lý cũng như trợ giúp thân và tánh con người. Xin mời hỏi câu tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn quý ban, tôi xin hỏi tiếp câu số 22 cũng là câu hỏi cuối cùng của tôi. Việc lập đạo và tổ chức các đạo trên trái đất này là như thế nào? Xin quý ban giải thích giúp tôi câu hỏi này ạ. Tôi là Thiền gia Hồng Phượng. Xin giải đáp câu 22 của Nguyễn Ánh ở Bắc Ninh. Các đạo lập ra ở trên trái đất này có ba dạng dạng thứ nhất, vị lập ra đạo được phép của vị chúa trời tứ thiên vương phụ trách địa giới cho phép lập ra. dạng thứ hai, vị lập ra đạo được sự chỉ định của vị chúa trời tứ thiên vương phụ trách địa giới lập ra. dạng thứ ba, vị tự ý nhập sát người lập ra đạo, không cần xin phép của vị chúa trời tứ thiên vương phụ trách địa giới lập ra đạo. thay mặt ban giải đáp xin cảm ơn. Nguyễn Ánh ở Bắc Ninh đã đặt những câu hỏi rất là hay. Xin chúc Ánh và gia đình được nhiều sức khỏe, trân trọng. Sen một nở tại Linh Sơn. Sen hai nở ở Yên Sơn nước rồng. Sen 3 nở chùa Thiền Tông ở tại đất rồng của tỉnh long an